Tiếp nối thành công phiên chợ nông sản đặc sản vùng miền lần thứ nhất được tổ chức thành công vào tháng 6 năm 2024. Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp AgriTrade tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên 2 với chủ đề Tuần lễ quảng bá na, nông sản đặc sản tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Theo ban tổ chức, khu gian hàng quảng bá giới thiệu na Chi Lăng đã kịp thời tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tạo cầu nối tìm đầu ra hiệu quả giữa hợp tác xã doanh nghiệp na của Lạng Sơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ngoài ra, các loại nông sản như là hoa hồi, quả mắc mật khô, hồng không hạt, thạch đen, v.v. là đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn cũng được giới thiệu và quảng bá tại sự kiện lần này. Với quy mô trên 120 gian hàng, phiên chợ còn thu hút các đơn vị hợp tác xã, doanh nghiệp, hội nông dân đến từ các tỉnh thành như là Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Phú Yên, Bình Thuận, Cần Thơ, Cà Mau, v.v. tham gia trưng bày các loại nông sản thế mạnh của địa phương đã cho thấy sự lan tỏa thiết thực của hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản địa phương của Việt Nam. Với cái phiên chợ là một cái sự kiện định kỳ thường niên thì ngoài những cái yếu tố đã thành một cái đặc trưng nổi bật của các phiên chợ, đó là giới thiệu về các đặc sản của mỗi vùng miền theo vào thời điểm, thì chúng tôi luôn luôn có sự song hành hỗ trợ của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các địa phương để mình gắn với những cái sự trải nghiệm mới, mang đến những cái hệ sinh thái sản phẩm mới để người dân thủ đô vào những cái tiết thời mùa thu bên cạnh trải nghiệm những cái hoa quả đặc sản thì cũng biết được thêm về những cái đặc sản, những cái sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng miền. Thì đấy là những cái điểm nổi bật trong cái phiên chợ đặc sản năm 2024. Trong khuôn khổ sự kiện này, ban tổ chức còn triển khai phiên tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, chia sẻ hành trình kết nối và nâng cao giá trị cà phê đặc sản Việt Nam, livestream bán hàng trực tiếp tại kênh Nông sản Việt Online trên nền tảng TikTok, v.v. mang lại trải nghiệm mới cho đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước, tạo cơ hội kết nối hợp tác tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản của Việt Nam.